Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đấu Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa đường cơ lạnh. Mình cũng đến nhà khách xem một cái tủ lạnh LG đời mono rồi. Loại này là đời dòng 220 lít. Tủ này là khách báo không lạnh. Thì hiện tại giờ anh em nhìn ở trong cái ngăn đông của tủ nè. Quạt quán đang chạy trong rồi. Nhưng mà không có một tí hơi lạnh ra luôn. Tủ này nói chung cũng xài khách xài đã lâu nhưng mà rất bền chứ không phải là ấy đâu. Thì tủ này là ngăn mát là không có lạnh như khách cũng là lấy đồ ra. Thì hiện tại giờ mình rời hai bên hông là cái tủ không có đồ nóng nha mọi người. Dàn nóng nó chạy là hai bên hông và mặt đằng sau lưng. Thì tủ hiện tại giờ cũng kiếm đang bò vào tủ nè, không có một tí hơi lạnh luôn. Nhưng mà mình cảm thấy là hầu như là cái tiếng ở sau, tiếng máy đường xoáy nó có một cái tiếng block máy kêu cái tách. Rồi bây giờ mình mở cái máng sau nha mọi người để kiểm tra. Loại này là đời mono nha, xài cơ. Dòng LG nó có là 3 đời, đời xài mono, xài timer, cơ và một đời mà xài bo mạch điện tử và một đời inverter nha mọi người. Coi như là 3 đời luôn á. 3 dòng đời mono. Mono xài qua timer nè. Còn một loại mono mà xài qua bo mạch điện tử và một loại mono xài điện thoại inverter nha. Rồi trước tiên thì mình tháo cái timer để kiểm tra trước coi đủ bị hư gì. Việc đầu tiên anh em tháo timer ra. Thì trước tiên là kiểm tra cái timer coi có bị có chạy không hay là đang đứng về vị trí xả nha mọi người. Đôi lúc có nhiều dòng tủ mà cái timer nó đang chạy vào vị trí nó xả thì cái lốc ngưng. Ngưng nhưng mà bắt đầu cái timer nó bị hư dính luôn. Thì nó vẫn đứng lốc nha. Thì anh em nhìn xem là hiện tại là timer đang chạy tốt. Đó mình phải kiểm tra từng giai đoạn này thì rất đơn giản dễ nha. Bây giờ mình kịp dòng cái đồng hồ đi vào cái block máy thử xem sao. Thì hiện tại giờ cái dòng đang lên là 0.7027 là cái dòng là dòng ampe của quạt nha mọi người chứ không phải là dòng ampe lock nha. Lock hiện tại giờ đang cắt. Mình nếu mà giả sử như cái bộ phận rò le tẹt mic nó hư thì nó sẽ làm cho cái tẹt mic cắt. Thì dòng block không có. Đây là cái dòng của ampe quạt nha mọi người chứ không phải dòng ampe block nha. Thì hiện tại kết luận là cái block máy không chạy. Cho nên nó không có hoạt động để mà đẩy ghe lên để mà làm lạnh cho người. Thì bây giờ mình phải tháo kiểm tra cái bộ phận rò le này nha mọi người. Tháo kiểm tra bộ phận rò le này. Tháo nắp ra. Coi rò le hư hay là tẹt mic hư hay là block chặt nha mọi người. Rồi mình tháo nắp ra. Mở ngóc tháo nắp nha. Cái bên này nó có một cái khớp nè. Anh em dùng covid này cái này nảy nhẹ cái này là rớt cái nắp ra nhựa ra nha mọi người. Thì đối với cái lốc LG thì nó là xài cái rò le ngược nha mọi người. Ngược như thế nào thì anh em nhìn nè, cái tạc mic là nằm phía dưới mic rớt luôn rồi. Đây là đỉnh chung, đỉnh này của block chung, phải là chạy, trái là đề, cho nên cái lốc máy cái tẹt mic nó sẽ nằm ngược nha mọi người, nằm ngược nè, cái rò le nằm ngược nha. Bây giờ mình trước mắt là mình kiếm một rò le tẹt mic cũ trước khác mình thay mình kiểm tra thử như thế nào. Rồi xong mình đo, đầu tiên là mình kiểm tra đo chân qua cái chân sắt của và block nè, coi thử xem nó có là mất chặt hay là cháy gì không nha. Rồi hiện tại giờ mình cặp chân block đo chạy qua đề nha mọi người. Chạy qua đề thì anh em nhìn cái đồng hồ lên nha. Lên nè. Rồi bây giờ đo chạy qua chung. Chung là dưới. Đồng hồ lên luôn. Thì hiện tại giờ block là hiện tại không đứt nha, không đứt nhưng mình không biết nó chặt hay không. Giờ mình lấy một cái rò le khác mình sẽ thay vào kiểm tra như thế nào. Rồi cái hiện tại block máy này là đo không chặt nhưng mà có thể là cái rò le này
lâu ngày là cái thanh luyện kim trong này nó sẽ bể nha anh em. Thì sẵn clip ngày hôm nay mình sửa luôn cái tủ này, mình thay luôn cái tạc mít. Thì có nhiều anh em thợ hỏi mình làm clip để chia sẻ về cái cách mà gắn một cái tạc mít sao cho nó đúng với công suất của một cái block máy, để chi để khi mà cái len nó đề máy không được là tạc mít sẽ cắt, thì tạc mít nhìn hư nha mọi người. Thì sẵn clip này mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn cách mà để chỉnh một cái tạc mít sao cho nó phù hợp với công suất của block máy cho khỏi ảnh hưởng tới cái tủ nha mọi người. Thì mọi người có vào cái trang kênh của mình tham khảo, thì nói chung là sẵn cái clip này mình chia sẻ luôn cho anh em. Rồi ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái rò le mới nha. Rồi mình sẽ tìm một cái rò le cũ thôi, tại là le này là của mình thì rất là nhiều. Bây giờ mình thay vào sao cho nó cân đối đúng công suất của máy, để mà cái tiếng máy nó có nghe tiếng cắt nha mọi người. Tại vì khi mà cái máy này không được là cái tạc mít này sẽ cắt nha, nó cắt nó không, nó bảo vệ cái lốc máy không khỏi bị cháy nha mọi người. Rồi mình gắn vào xong rồi mình thử cho anh em xem. Rồi mình cắm vào một cái mít khác nha. Chứ đôi lúc ra những cái block máy mà anh em có nghĩ là thay cái công suất là 1/8 hoặc là 1/6, thì đôi lúc ra cái người bán người ta cũng không rành vấn đề vào 1/8 1/6 nha mọi người, hay là 1/5 1/4, người ta cứ đưa tận mít anh em mua về nhưng không biết thử là nó rất là gì, là dễ bị ảnh hưởng tới cái lốc máy. Rồi mình gắn xong, bây giờ mình sẽ cắt dòng thử nè. Thì anh em hiện tại là thấy bơ lốc máy đang chạy nha. Mình thay vào là cái bơ lốc máy đang chạy là dòng ampe của nó là 0.8 nha mọi người. Thì đầu tiên kết luận là cái này bị hư cái tạc mít nha, hư cái rò le nha. Đây đề. Rồi bây giờ mình muốn thử cái tạc mít có đúng hay không. Thì anh em nên nhớ rằng khi mà mình rút đem block máy mà đang chạy á, đối với dòng xài rò le tạc mít này á, thì anh em chỉ cần rút điện ra cắm lại thì nó không bao giờ nó chạy liền nha mọi người. Còn nguyên tắc là anh em để 5-10 phút sau anh em cắm mới chạy nha. Thì mình tận dụng cơ hội này, mình rút điện ra, mình coi thử thời gian bao nhiêu dây là tạc mít sẽ cắt nha. Nếu lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới block máy nha mọi người. Rồi bắt đầu rút điện. Rồi rút điện ra. Lock đang trễ, đồng hồ ampe đang trễ vị trí số 0 nha. Cắm lại nè. Rồi. Tạc mít cắt rồi nha mọi người. Thì nếu mà trường hợp này cắt gì là cắt quá sớm nha. Cắt quá sớm thì có thể là khi mà dòng chạy cao nó cắt liền, thì mình sẽ kiểm tra thêm cái khác cho đúng phù hợp với lock nha mọi người. Để là tạc mít cắt quá sớm. Rồi, mình thay cái thứ hai nha mọi người. Cái nào mà phù hợp thời gian khoảng vài chục giây nó cắt là đúng nha. Cắt xong cũng vài chục giây nó nhả lại là đúng của nó, chứ còn cắt sớm quá thì tạc mít quá cũng rất non. Rồi bắt đầu mình gắm tiếp nè. Rồi, lóc đang đứng nha. Rồi. Cái này là nó cắt trong vòng khoảng 30 giây nha mọi người. Nó cắt nè. Rồi tạc mít nó nhả lại. Lốc đang đứng rồi nha. Rồi tạc mít cắt. Rồi mình rút điện. Thì trong thời gian này là tạc mít đã cắt tổng 30 giây 40 giây nó sẽ cắt là được nha mọi người. Rồi một hồi nó nhả cái tách lại thì anh em cắm điện coi chạy như thế nào đúng của nó nha. Rồi tạc mít nhả lại đó. Rồi sau khi mình đã thử tạc mít cho tất cả anh em mọi người xem xong thời gian cắt bao nhiêu giây và thời gian nhả là bao nhiêu giây đúng với công suất máy, bây giờ mình ráp lại rồi mình gắn cho máy chạy nha mọi người. Để gắn nắp vào rồi. Rồi mình đã ráp xong bộ rò le tạc mít nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gắm điện thử rồi hướng dẫn cho anh em cách chỉnh ngăn đông và ngăn mát sao cho anh phù hợp với tủ lạnh nha. Còn đối với cái dòng tủ LG này thì nó có cái dàn nóng lưng nha mọi người, dàn nóng lưng
nó là xài ống bằng sắt, dàn nóng bằng sắt. Nhưng mà loại tủ tủ này thì dàn nóng bằng sắt rất là dày, nhưng mà đến thời gian cũng quay hư xì nóng thôi. Nhưng mà đối với dòng tủ này thì nói chung là nó rất là bền. Nhưng mà rồi bây giờ bắt đầu mình cắm điện, mình đã cắm điện thì anh em nhìn là cái dòng block máy này nó đang lên là 1 chấm, nhưng mà 1.10 17 nè, thì khi nó có độ lạnh thì nó sẽ hạ cái dòng ampe xuống nha. Rồi nó còn xuống dòng 0.7 nhưng mà hồ này lâu này cái đồng hồ này nó cũng bị mát, nhưng mà đồng hồ này nó do đi mưa nhiều nó bị mát nè. Rồi còn 0.9 nhưng mà bên 0.9 nè, còn một ampe. Thì xem là timer vẫn chạy tốt nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho chạy mình kiểm tra dần nóng dần lạnh như thế nào. Thì nếu mà anh em muốn biết cái tủ mà nó bị ghe không thì anh em bắt đầu sờ mấy cái đường ống nè, coi có độ nóng không nha. Thì hiện tại giờ có độ nóng là tốt á. Rồi để cho tủ chạy ít phút sau là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh ngăn đồng con mát. Sau khi tủ chạy được ít phút thì mình rờ cái dàn nóng lưng nó cũng nóng tốt như vậy, chứng tỏ là ghe đầy đủ. Hai bên hông cũng nóng đều luôn. Tủ đã chạy được 5-7 phút nha mọi người. Thì hiện tại giờ trong ngăn đông là nó có đồ lạnh đây nè. Thì trong những cái dòng tủ nhà sản xuất người ta có nhiều loại dòng thì người ta còn gạt, còn nhiều dòng là người ta chỉnh bằng vô lim cho mọi người, nhiều vô lim cho mọi người. Thì đối với dòng tủ Evry này là cái vô lim này là vô lim của chỉnh ngăn mát cho mọi người, vô lim chỉnh ngăn mát. Thì nó có từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7. Nếu mà mọi người anh em mà gạt về vị trí số nhỏ thế này nè, thì nghĩa là cái luồng hơi mát nó sẽ xuống ngăn mát nhiều nha. Nó là một khung cửa sổ để mà đưa hơi lạnh xuống ngăn mát, chứ không phải là cái tăng vô lim nha. Còn đưa qua bên phải này là đóng. Rồi mình đưa qua bên trái đi, cho hơi lạnh xuống nhiều đi. Rồi xuống ngăn mát chỉnh cho mọi người. Rồi dòng tủ này thì cái vô lim nó nằm đây nha mọi người. Vô lim chỉnh nhiệt độ ngăn đông là nằm đây. Thì anh em nhìn thấy là chữ min nè, min nhỏ nè, ở min đen, min D là trung bình nha mọi người, mát là lớn nè. Thì nếu mà anh em để về vị trí số lớn này là mát, số lớn để về vị trí này là trung bình, vặn vậy là nhỏ nha mọi người. Thì trên kênh của mình chia sẻ rất nhiều cách chỉnh tất cả các dòng tủ từ mono đến dòng meter, nhưng mà có rất nhiều anh em cứ tập trung hỏi mình là cái chỉ cho hướng dẫn cách chỉnh à. Thì cái clip này mình làm cho chia sẻ cho anh em đã biết cách chỉnh. Còn anh em muốn mà giả sử như mà rồi là cái hơi lạnh nó có xuống ngăn mát hay chỉnh đúng hay không á, thì anh em tùy theo một cái dòng tủ. Có người ta đấu cái nhà sản xuất ta đấu sẵn cái quạt rồi, thì mình chỉ cần để tay là biết cái hơi lạnh xuống dưới. Còn mà giả sử như mà có nhiều dòng tủ thì anh em phải cần nhấn cái nút này, nhấn nút công tắc này thì cái quạt ở trên nó mới chạy nha, nó chạy nó mới đưa hơi lạnh xuống mình kiểm tra được. Rồi thôi clip này đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.